Thủ đưa cái tin, cái tình hình có đứa em ở trong Hội An thì nó đang kêu cứu vì là xung quanh nhà đã ngập ngập sâu đến đến ngang ngực rồi. Đó, thế thì mình đang nói là làm cái bè hay làm cái thuyền gì đó đi, chạy ra ngoài đi, không có là đêm mà nó vỡ đập nữa thì nó sẽ ngập nữa. Đấy, hiện giờ cái tình hình ở Hội An mình vừa đưa lên một số ảnh mà em nó gửi cho đó, tại vì mình bảo là chạy ra ngoài nhanh lên, mua thẻ rồi mua 3G rồi mua pin sạc pin nhờ khẩn trương để đưa tin cho bà con đi. Đó. Với hai là cái tình hình khả năng rất là nhiều cái tình hình về tình hình đập ấy, tình hình căng thẳng, tại vì hiện giờ cái đài phát thanh của bên ở chỗ Hội An thì người ta đang à đấy, sóng nó yếu quá, nó kết nối nó hơi yếu, lại mất tiếng à. Ok, nghe được rồi, quay trở lại được rồi, đúng rồi, ok. Thế thì cái tình hình hiện giờ ấy, các Bình Định và cái Quảng Nam thì các cái hồ chứa nó đang ở mức báo động rồi. Tức là trong cái mưa lớn ở 3 ngày qua thì tất cả các cái hồ chứa nước ở trên khu vực Bình Định và Quảng Nam nó đã đầy rồi. Thế mình được biết là 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 15 ấy thì các cái hồ chứa, tổng cái hồ chứa của Bình Định là 166 cái hồ thì đang ở mức đầy đầy hết rồi, mức báo động rồi, đầy rồi. Và bây giờ thì đến chiều nay ấy, thì cái nước lũ nó đã khiến cho 26 xã vùng mà cái khu khu đông của các huyện Tuy Phước và An Nhơn, Phù Cát và Quy Nhơn ấy, Bình Mỹ, Phù Mỹ và Hoài Nhơn lâm vào cái tình cảnh cô lập rồi. Đó, người dân không di chuyển ra ngoài được. Mà trong khi cái tình hình cực kỳ căng thẳng là 166 cái hồ nước của toàn tỉnh của Bình Định thì nó đã đầy rồi. Các bạn nên nhớ như vậy. Và cái tình trạng khẩn cấp hiện giờ ấy là các cái hồ chứa này hầu như là những cái hồ chứa mà được xây dựng từ những cái năm từ cái năm rất là xưa rồi, cũ rồi. Đó. Cái hồ chứa nó cũ cho nên là cái mức nước rò rỉ qua thân đập và cái khả năng mà tràn hoặc là vỡ ấy, là rất có nhiều khả năng xảy ra, cho nên các bạn hết sức lưu ý. Cái hiện giờ thì cái địa bàn mà ở các cái xã ở Phước Nghĩa và Tuy Phước ấy thì là cũng nặng rất sâu. Và phó chủ tịch tỉnh là các anh phó chủ tịch ủy ban ấy là ông Trần Châu ấy, thì đã chỉ đạo rồi. Chiều ngày hôm nay tất cả các hồ chứa trên toàn tỉnh đã đầy rồi. Đó, các ông đã phải đi chỉ đạo cho bà con để lên tinh thần, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nhiều bà con chưa nắm được tình hình đâu. Thì ngay cả ông em ở trong Hội An là bây giờ vẫn đang ngập nhưng vẫn đang ngồi trong nhà, bảo là em không ra ngoài được, nước ngập đến ngực rồi, và thế thì không ra ngoài đi tìm bè mà làm cái gì đó để đưa tin rồi kêu cứu lên thì cứ ngồi đấy chờ chết à, chờ ai đến cứu được kịp bây giờ. Đấy, ông em ở trong trong Hội An đấy, ông ấy vừa gửi ảnh cho tôi và tôi đăng lên rất là nhiều ảnh. Mày khẩn trương mà ra ngoài tìm phao, tìm can, rồi tìm các cái gì có thể nổi được để mà chạy ra ngoài đi, chạy ra ngoài rồi là tìm các biện pháp khác rồi kêu, rồi là kêu gọi cộng đồng đi, chứ không thể ngồi trong nhà chờ nước ngập thế được. Đấy, bây giờ mà tình hình là tất nhất là bà con Bình Định lưu ý là 166 hồ chứa nước của Bình Định hiện giờ ngập và đã là đầy rồi. Và hầu hết các cái hồ chứa này được xây dựng từ những cái năm 80, 90 là cũ lắm rồi. 46 cái hồ nước đang có nguy cơ vỡ, bà con hết sức lưu ý nhá. 46 hồ nước của Bình Định đang tình trạng nguy cấp. Đó. Và các cái hồ chứa này hầu hết là đang bị thẩm thấu qua thân đập. Đó, bà con lưu ý cái trường hợp cái tình hình này ở trong Bình Định này. Và cái nước nước lũ hiện giờ ấy, nó đổ về nó ngập sâu ở các cái thị trấn Tuy Phước ấy, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Tuy Phước ấy. Các bà con lưu ý là cái mực nước lúc 13 giờ chiều nay cao trình 92, lưu lượng nước đến 3.012 mét khối một giây. Đó, các cái đập ở Văn Phong hay là ở khu vực mà Liên Hồ ấy là rất là nguy hiểm rồi, nó tràn rất nhiều cái đập, nó đang hiện giờ đang ở mức tràn và người ta đã phải xả cực kỳ nhiều đập. Mà con lưu ý, vào cách đây khoảng một tuần thì tôi đã cảnh báo cái tình trạng thảm họa mà có thể gây từ cái việc mà các hồ chứa bị vỡ đập, và đặc biệt là các cái chuỗi hồ liên hoàn ở các cái ruộng bậc thang thủy điện ấy ở trong khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Bình Định đó, Quảng Nam, Bình Định, các cái anh ấy xây thủy điện dày đặc. Khu vực Tây Nguyên hiện giờ là 190 cái thủy điện trên 4 cái dòng sông, và khu vực Bình Định thì 166 cái hồ chứa được xây dựng từ những cái thập niên 80, 90 nó cổ lỗ sĩ rồi. Thế là tôi đã cảnh báo cách đây một tuần rồi, chắc là phía chính phủ của các anh Phúc chắc chẳng ai để ý đâu. Đặc biệt là phía Quảng Nam các anh. Đấy, hiện giờ đấy, một tuần trước tôi cảnh báo các bạn xem lại cái live stream nữa. Hiện giờ toàn bộ Hội An đang ngập sâu và đêm nay, hiện giờ tình hình loa truyền thanh của phía Hội An đang thông báo là báo động trên cấp 3, các bạn lưu ý nhé. Và đêm nay nếu các bạn không có biện pháp đề phòng, chính quyền và bà con nhân dân không có thể đề phòng thì cái trường hợp ngập lút nhà là chuyện bình thường. Vì có thể là chỉ cần hai cái đập nó vỡ thôi, hai cái đập hồ chứa vỡ ở trên phía cao thì các đập phía dưới tôi đảm bảo rằng sẽ có rất nhiều đập của hồ chứa sẽ bị vỡ liên hoàn. Vì các bạn hình dung là miền Trung của chúng ta ấy, các tỉnh miền Trung nó độ dốc rất lớn. Và cái tình hình
vỡ đập liên hoàn có thể xảy ra vì cái thảm họa này được đã được cảnh báo. Các bạn, mưa lớn trong 3 ngày hôm nay là mưa mưa kinh khủng ở trong các khu vực Quảng Nam và Bình Định. Các bạn lưu ý như vậy. Đấy, thì bây giờ các bạn ở trong phía Bình Định khẩn trương, nhất là các bạn trẻ khẩn trương tìm các biện pháp đối phó, cái gì có thể nổi được đó. Còn các bạn không thể chờ được ở đâu đến cứu trợ kịp đâu, và các nhà máy, các cái bộ phận cơ quan chính quyền bây giờ người ta cái khả năng của họ ấy, để trong các cái tình huống như thế này rất là hạn chế thôi, họ không 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 thể cứu được dân đến triệt để đâu. Các bạn phải tự lo cho mình đi, tìm các biện pháp để bè nổi hay là thuyền thúng hay là cái gì đó. Đừng, trước hết là phải đảm bảo cái tính mạng của mình đi. Đó, các bạn lưu ý như vậy. Bây giờ cái theo cái văn phòng của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ấy của bên cái phía Bình Định ấy, thì hiện giờ ấy, tôi nói là các bạn là họ mới chỉ là xuất được, hô hào xuất 1.000 hơn 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng trong tình huống mà ngập lụt sâu như này thì gạo cũng chưa thể đến nhà bà con ngay được đâu. Đó, thế thì như này, bây giờ tình hình như thế này thì tôi cho rằng là các quân khu, quân đội của chính phủ khẩn trương phải vào cuộc, chứ không thể là chờ, ngồi chờ đến lúc mà nó đập vỡ đập liên hoàn được. 166 cái đập của 166 cái hồ chứa của Bình Định, trong đó có 46 cái hồ đang ở tình trạng nguy cấp nhé. Tôi cảnh báo các vị là các lãnh đạo của tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Nam nhé, các vị khẩn trương nhé, ra quân đi, quân đội đâu, các vị khẩn trương đi, báo động tình trạng khẩn cấp đi. Chứ ngồi đấy cứ gõ kẻng với cả báo động trên loa truyền thanh, báo động cấp 3 thì chả có ai người ta quan tâm đâu. Dân thì lụt như thế, bây giờ phải xuất quân ra chứ. Ông phải xuất quân, bộ đội đâu, ông đâu, quân khu đâu, các quân khu của ông đâu, khẩn trương đi. Đấy, 166 cái đập của Bình Định đấy, tôi đảm bảo với các ông từ giờ đến mai nhá. Mà các ông không vỡ vài cái đập mà nó mà vỡ domino thì các ông chết hết, dân chết hết. Các ông không ra quân khẩn trương lên, tập trung vào đi. Đó, thủy điện của các ông dày đặc bậc thang ở trên ấy, độ dốc miền Trung thì bé tí mà độ dốc thì lớn, các ông làm thủy điện dày đặc ở đấy, Huế nữa. Đấy, bây giờ một loạt các thủy điện bên nó đầy hết rồi, hồ chứa đầy hết rồi. Ông quan chức Bình Định thấy chưa? Ngập đầy hết cả 166 cái hồ, bây giờ 166 cái quả bom nước ở đấy nó mà vỡ một quả thì nó dồn xuống domino thì các ông làm sao mà đỡ được. Khẩn trương ra quân đi. Đó, bà con thì khẩn trương, bà con nhân dân khẩn trương chuẩn bị tất cả cái gì có thể nổi được. Bè nổi, phao nổi, can nổi, xăm nốt ô tô, các bạn bơm lên đi, làm bè làm nước đi. Người là đầu tiên, còn của cải, tivi, tủ lạnh vứt hết, nhà cửa bây giờ bỏ hết, chuẩn bị đi, chứ còn nó ngập qua lóc nhà thì vứt đi thôi, có làm cái gì nữa. Người chết thì còn cái gì, nguy hiểm quá. Mấy ông Quảng Nam rồi mấy ông Bình Định đấy, bây giờ các ông diễn tập cứu nạn, cứu hộ, cứu nạn như thế nào? Bây giờ quân cán ra quân chưa, công an, bộ đội đâu, chết không chứ gì? Đó, các ông cứu, các ông bây giờ xông vào đi, vào Hội An rồi vào Quảng Nam rồi vào Huế rồi vào Bình Định đi nhá. Trong đêm nay nhá, tôi nghĩ là các ông mà nếu mà còn mưa ấy, nếu mà tình hình nó mà còn mưa thì các ông niệu hồn, mấy ông ở Quảng Nam niệu hồn đấy, Quảng Nam và ông Bình Định niệu hồn đấy. 46 cái đập, cái hồ chứa mà đang ở mức báo động ấy, mấy ông xếp, mấy ông cán bộ to của Bình Định tối nay trực 24/24 đi xem nào. Đem bộ đội ra đi, đem máy bay ra đi. Dân đang ở trên cửa tử rồi. Độ dốc thì lớn mà các ông dày đặc hồ chứa, dày đặc thủy điện vào. Chết, bây giờ chết không? Đó, tôi cảnh báo bà con nhá. Bà con ở miền Trung, những ai có thể liên lạc được, xem được. À, thanh niên, nhất là các bạn thanh niên trẻ, các bạn phải tìm mọi biện pháp ra khỏi nhà đi và khẩn trương các biện pháp để dự trữ các cái đồ cứu trợ. Ví dụ là phao nổi này, cái gì có thể nổi được. Bè cây rồi là xăm lốp ô tô này, đồ xốp, thùng xốp này, can nhựa này. Đó, các bạn chuẩn bị hết đi. Khẩn trương tìm phương án thoát thoát ra khỏi nhà ngập đi nhá. Bạn nào có điện thoại thì chụp ảnh rồi đưa tin liên tục lên cho bà con biết ở các nơi người ta biết, thì người ta có thể là biết được thông tin để hỗ trợ. Phải đưa lên chứ. Rồi mấy ông cứ smartphone rồi là iPhone của các ông đâu, của một cái thanh niên đâu, hàng nghìn thanh niên của Bình Định và của Quảng Nam đâu, chụp ảnh để đăng tin lên. Thế mua điện thoại smartphone để làm gì? Không chụp ảnh, không đi ra làm live stream, làm quay phim rồi là đi đưa tin giúp mọi người đi, cứ ngồi nhà kêu thì làm ai mà đến kịp. Khẩn trương lên, mặc áo mưa đi ra mà quay phim đưa tin lên, hô hào mọi người lên để biết tình hình thì cứu chứ. Thế sao mà lúc mua điện thoại mấy chục triệu mà đến lúc mà mưa lụt thì không ông nào đi làm truyền thông là thế nào? Thanh niên của các tỉnh đâu, còn chờ nhà báo nào đưa tin giúp các ông được? Rồi ôi, nhanh lên, mấy ông em ở Hội An phải ra khỏi nhà đi.
Đấy, mạng mẽo thì kết nối yếu. Mấy đứa em ở Hội An khẩn trương ra khỏi nhà đi, mặc quần đùi, lấy cái phao buộc vào người, đi bơi ra ngoài nhá, nạp 3G vào, quay phim chụp ảnh đưa tin lên, chứ không ngồi đấy mà chờ ai cả. Khẩn trương lên, mua lương khô đút vào người ý, đi ra rồi đưa tin lên, chỗ nào ngập thì xông đến, không còn chờ gì nữa, ai vào mà cứu kịp mày được, chụp ảnh đưa lên nhá. Mấy ông em này vừa vừa đang gửi gửi ảnh gửi clip đấy, khẩn trương lên. Sao lại cứ ngồi ngồi chờ gì nữa? Chụp ảnh mặc buộc mấy cái phao vào người, không có thuyền thì buộc phao vào người, buộc cái can nhựa vào người, đi ra nội nước. Thế là chụp ảnh, quay phim đưa tin lên, mặc áo mưa vào. Gọi hết bọn thanh niên đâu, những đứa thanh niên có điện thoại xịn đâu? Thế những đứa sành điệu nó có smartphone đâu rồi? Chạy ra đưa tin đi chứ. Chụp ảnh quay phim đưa lên. Ôi trời ơi, thanh niên Bình Định và thanh niên Quảng Nam, Hội An đâu hết rồi? Ngồi nhà rồi lúc này mới cần công thanh niên như thì chờ gì mấy ông cán bộ, khổ quá. Ngập lụt thì phải xông ra rồi là những lực lượng trẻ, thanh niên trẻ đâu ra, phải hô hào lên, vứt hết sành điệu đi, xe cộ vứt hết đi. Mấy ông anh em trẻ Hội An đâu rồi? Mấy đứa sành điệu đâu rồi? Bỏ hết đi, chạy ra đi, chặt phao chặt chặt chuối để làm bè đi, rồi là đi làm cây, mang cây kết bè vào. Đấy, chỗ nào có ngập lụt, dỡ hết cả lốp ô tô ra, tháo hết lốp ô tô ra, lấy bánh để làm phao. Ôi trời ơi, khẩn trương lên, ngập lụt rồi, còn chờ gì nữa? Còn chờ gì nữa, mai thì trôi sạch, còn gì nữa? Tối nay nó mà vỡ hai cái đập, nó mà vỡ hai cái đập nhá, ở đầu nguồn nhá, thì nó vỡ domino, thì ông Bình Định với cả ông Quảng Nam này đi hết ra biển. Không phải ngồi đấy mà kêu đâu. Đó, tất cả đội thanh niên bây giờ lên, lấy điện thoại chụp ảnh quay phim đưa lên Facebook lên, kêu cứu lên, chỗ nào ngập sâu kêu lên nhá, không thể ngồi im được đâu. Đó, tôi cảnh báo các ông như thế, lúc này thì mới cần các ông thanh niên, rồi cần các quý vị.